Xin chào mọi người đã đến với kênh của mình. Tiếp tục quay trở lại với bộ truyện cùng trùng sinh với phản diện mà mình giết chết chắc 13. Chuyện được mình tự dịch có thể có sai sót, mong mọi người thông cảm nhé. Trước khi vào với bộ truyện, nếu thích mọi người có thể cho mình xin một like và đăng ký kênh để giúp mình có động lực làm video hơn nhé. Mãi yêu. Tỷ. Tiểu Huyền Độ. Tại sao tỷ lại khóc nữa? Ta không thể kiểm soát được, vừa rồi ta quá sợ hãi, nhưng ta rất lo lắng cho đệ, sợ đệ sẽ xảy ra chuyện gì đó. Đừng khóc, đệ ổn mà, nếu sợ hãi như vậy, tại sao còn muốn giúp ta? Kỳ lạ, lão ma đầu đã chết rồi, sao chúng ta còn chưa thoát ra khỏi ảo ảnh? Có thể là... trong tương lai, con sẽ để những kẻ ức hiếp mẫu thân trên thế giới này tế bái cho người. Chẳng trách sau này Huyền Độ lại hung hãn như vậy, trở thành sát ma, đây là lý do tại sao. Tiểu Huyền Độ, dùng bạo lực chống bạo lực là sai trái, ngươi nên thay đổi chủ ý đi, làm như thế nào, hãy tiếp tục làm những việc tốt và cầu nguyện cho mẫu thân của đệ. Tỷ rốt cuộc là ai, tỷ muốn gì khi cứu và giúp đỡ ta như thế này? Ta không muốn bất cứ điều gì. Đợi đã, đây không phải là cơ hội tốt để cứu mạng mình sao? Tiểu Huyền Độ, kỳ thực ta muốn ngươi hứa với ta, cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, ngươi cũng sẽ không bao giờ giết ta, tại sao ta phải giết tỷ? Hứa với ta như vậy nhé. Được rồi. Tuyệt vời, hãy giữ lời nhé. Sao lại quay trở lại rồi? Xin lỗi thiếu gia, tôi không cố ý ôm ngài, ngài không thể giết ta, Tiểu Huyền Độ hứa hẹn rồi nha. Ta sẽ không giết cô. Ánh mắt vừa rồi của ngài rõ ràng là ngài muốn tôi biến mất ngay lập tức, uhuhu, rất đáng sợ. Đừng khóc nữa. Hồi đó mình bị tên khốn đó đánh gần chết, khi tìm thấy xác mẫu thâu thì đã không còn, mà đã bị chim ăn sạch. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội để mẫu thân yên nghỉ trong đời. Tiểu Huyền Độ, muốn khóc thì cứ khóc đi. Đừng lo lắng, tỷ tỷ đây sẽ luôn bảo vệ đệ. Cô yếu đuối đến nỗi lúc nào cũng khóc, nhưng ta vẫn còn can đảm nói rằng muốn bảo vệ cô. Cái gì, chuyện gì đang xảy ra vậy, chuyện gì đã xảy ra vậy, và đây là đâu? Đây có lẽ là tưởng tượng của cô, và về giọng nói đó. Phù Tang, cô sợ nhất cái gì? Đó là ngươi à? Cảm ơn mọi người đã xem, nhớ like và đăng ký kênh để theo dõi tập tiếp theo và những bộ truyện khác.